Hello, xin chào anh em. Xin chào, xin chào. Hôm nay anh em đi kích. Quay mới quay từ từ, đúng rồi. Đi 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 đi. Cầm nó sót cái cần vô đằng này xem. Cần. Thì tay. Sao 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 sao. Sao. Hoa này hoa lạc nữa. Hoa lan. Đây là hoa lan. Đen trang này có nhiều quá lắm anh đen. Đông bật rụng cũng hợp mấy gì nữa. Bật rồi. Đây là video quay thực tế ở tại một cánh đồng ở Quảng Nam vào mùa gặt, khi mà nước đã hết nên nó đã dồn về các cái ốc. Video này anh em quay rất là thực tế. Đi luôn cũng nhí nhí nhí. Còn nó mạnh đấy. Bơi ra bích. Bu được, thôi mình chút bu. Đổ ra xuống luôn. Có tàu bị chốc lên. Không có tàu thì ráng thôi chứ, không có đi. Đổ lên luôn. Quá cầm nữa. Cầm cái bột vên nhỏ đi lên nè, lên nè. Để đi chứ đó. Cái tàu bự lắm. Đây nè. Đâu? Đây đó, đây đó. Đó, đó, u cha. Hai đầu này. Đây này. Không biết đi, biết được đứng. Anh đang cho ráng trên đó. Ồ, dám à. Dám bò lấy luôn. Đưa tôi bò lại đó. Ngủ điếc hả? Trong này khó bắt. Ngủ bên đây. Rút vô răng rồi kìa. Chưa.
đã hết nước rồi. Cổng có xí nó đậu mà ta không ra ta bị dế đâu. Mà tan á. Ôi trời. Dạ. Ơi, con rắn này. Rắn kề rắn. Nó vào trong lụa hết rồi. Dậu chân chim. Vô theo nước con lụa này. Lụa như bọn bắt phải ra. Ra lụa. Hù ốc. Ốc mình bị giật rồi. Nó má. Thế nào? Nó nhúc nhúc. Mô con cá trê. Mày cá trê. Cá trâu hết rồi. Ủa trời, chạy tên luôn. Hả? Đây. Con rồi. Còn ngó nữa đi. Con chó. Nấp đâu? Thấy nấp đâu?
Nó ngoại thấy này đi. Đi. Rất là to. Đâu. Thả rồi, Rồi, thả đây. Dục nhau tối hoài nha, tôi kêu. Quan chập lắm, quá tính tính rồi. Có rô chót. Wow. Rồi. Rồi, bắt cá rồi. Thôi đừng bỏ đi. Mất rồi. Mày thế nữa mày giục cho. Mất mẹ rồi. Cũng mỏ. Lấy thiệt. Giục cho con ngủ hả? Cua đông vì cũng bị giật điện. Đó, u cha. Chú mô. Mô. Ra. Bắt đây, tao mới bắt. Mò nữa bắt. Mấy bắt con này là cho giỏi. Cái gì? Bắt được con này cho giỏi. Cái gì? Hấp rồi mất rồi ba. Đâu đâu mơ chỗ nào cao đó đâu cao bỏ luôn không có mấy. Đâu phải gì đâu. Xe anh giật đó. Trong đây nè. Cây nhiều quá. Thôi đó, thôi đó. Ô trời, chạy rồi. Đâu đó, trâu cóc. Trâu cóc. Không cảm tỏ của mấy bốt mà mãi chút anh hình có nhiều lực quá anh nhúc mọi gì xấu á. Cục nữa hả? Hôm nay chết lên lại đó hả? Lên không có chứ hết. Không có cả. Món mà em chưa đi tết mà đi nước cao. Rô phí à? Không có nhẹ mạnh nữa. Ô, bự chắc rồi. Sao? Sao không? Ngay dưới giật rồi. Cuối cùng còn bắt anh ngay được. Phi. Phi. Nè. Bụng kiểu nó rô phi.
nhiều quá. Video từ đây cũng đã khá dài. Cảm ơn các bạn đã xem đến video này. Nếu hay thì cho mình một like và một đăng ký. Và nhớ bật chuông theo dõi để theo dõi các video tiếp theo. Có lóc cao to. Xin cảm ơn. Xin chào. Để 3 ngày nữa có nhỏ nhỏ. Video đến đây là hết. Bạn nào thấy hay thì cho một like và đăng ký. Chào tạm biệt các bạn.